Obaturov, vị đại tướng Liên Xô sát cánh cùng Việt Nam trong chiến tranh biên giới năm 1979. Quý vị và các bạn thân mến, đại tướng Obaturov, người sau khi biết Trung Quốc tấn công Việt Nam vào tháng 2 năm 1979, đã nhanh chóng thành lập đoàn gồm 20 tướng lĩnh cấp cao khác bay đến Hà Nội, sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Vậy những việc làm của ông cho Việt Nam là gì? Câu trả lời sẽ có trong video ngay sau đây. Chân dung lịch sử mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đôi nét về Đại tướng Obaturov. Đại tướng Gennady Obaturov sinh ngày 9 tháng 1 năm 1915 trong một gia đình nông dân ở làng Malone Zaracheno thuộc quận Slobodskoy, tỉnh Vyatka, Đế quốc Nga. Trong Thế chiến thứ nhất, cha ông bị động viên vào quân đội Đế quốc Nga và tử trận năm 1916 tại mặt trận. Vào khoảng đầu thập niên năm 1920, mẹ ông qua đời. Các anh chị em ông tự mình lao động trong các nông trang. Bản thân ông cũng bắt đầu làm việc trên đồng từ năm 9 tuổi. Năm 1930, ông tốt nghiệp chương trình học 7 năm của trường nông trang thanh niên. Năm 1933, ông tốt nghiệp trường cao đẳng hợp tác xã Gorky. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại thành phố Vyatka với tư cách là giám đốc sản xuất của bộ phận phục vụ của hợp tác xã công nhân đô thị. Tháng 10 năm 1935, ông tình nguyện nhập ngũ vào Hồng quân. Ông được gửi theo học và tốt nghiệp trường thiết giáp Oriol mang tên M.V. Frunze năm 1938. Từ năm 1938 đến năm 1939, ông phục vụ trong Trung đoàn Cơ giới 31 của Sư đoàn Kỵ binh 31 thuộc Tập đoàn Quân đặc biệt Viễn Đông. Tháng 9 năm 1939, ông được tiếp tục cử đi học. Ông tốt nghiệp Học viện Mô tô và Cơ giới hóa mang tên E.V. Stalin vào tháng 9 năm 1941 sau khi cuộc chiến tranh Xô Đức nổ ra. Tuy nhiên, ông không được gửi ra mặt trận ngay khi đó. Cùng với học viện, ông được sơ tán đến Tashkent và được bổ nhiệm làm giáo viên cơ sở trong khoa chiến thuật. Năm 1945, ông được giao nhiệm vụ chỉ huy Trung đoàn Xe tăng 37 thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 15. Sau đó, chỉ huy một tiểu đoàn xe tăng độc lập của Trung đoàn Cơ giới số 15 thuộc Sư đoàn Cơ giới số 4. Năm 1952, ông tốt nghiệp Học viện Quân sự cấp cao mang tên K.E. Vorosilov. Tháng 9 năm 1952, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh Sư đoàn Cơ giới số 33. Sư đoàn này là một phần của một đội quân cơ giới riêng biệt và đóng quân tại thành phố Timișoara của Romania, gần biên giới với Hungary. Ông được thăng quân hàm thiếu tướng lực lượng xe tăng năm 1954. Tháng 1 năm 1979, Obaturov được cử sang Việt Nam làm cố vấn trưởng quân sự cho Bộ Quốc phòng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông được phong quân hàm đại tướng bởi một sắc lệnh của Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô vào ngày 19 tháng 2 năm 1979. Vì sao đại tướng Obaturov được chọn? Thiếu tướng Evrahi Melnichenko, thành viên trong đoàn công tác, nhớ lại: theo yêu cầu của lãnh đạo Việt Nam và trên tinh thần hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ký vào tháng 11 năm 1978 ở thủ đô Moscow, đoàn công tác đặc biệt đã cấp tốc được thành lập. Thông tin về việc Trung Quốc chuẩn bị tấn công Việt Nam, chúng tôi đã nắm được từ trước. Vì thế, ngay từ đầu tháng 2 năm 1979, Tổng tham mưu đã thành lập một nhóm 20 chuyên gia quân sự dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Gennady Ivanovich Obaturov. Vì sao Obaturov được chọn à? Theo ý kiến của chúng tôi, ở thời điểm đó, ông là một vị tướng được đào tạo bài bản và rất giỏi. Chúng tôi vẫn thường gọi ông là từ điển bách khoa sống. Ông nắm rõ đến tận chân tơ kẽ tóc các chiến thuật của nghệ thuật quân sự, các binh quân chủng, các loại vũ khí và cách sử dụng chúng trong chiến tranh hiện đại. Thêm nữa, ông ấy đã trải qua kinh nghiệm trận mạc. Trong khi các tướng lĩnh, sĩ quan trong nhóm chuyên gia tập trung chuẩn bị sang Việt Nam, thì Đại tướng Obaturov tự mình nghiên cứu một chương trình làm việc riêng. Vị tướng xuất sắc toàn tài, không ngại gian khổ, hy sinh. Ngay từ đầu tháng 2, khi có thông tin đầu tiên về dự định của Trung Quốc muốn trừng phạt Việt Nam, một tàu tuần dương và một tàu khu trục của Hải quân Liên Xô đã được phái đến Biển Đông. Sau khi cuộc chiến bắt đầu, Hải quân Liên Xô đã bổ sung thêm các tàu khác vào nhóm này, tạo thành một đơn vị lớn.
Trong những ngày hạ tuần của tháng 2, nhóm này đã gồm 13 tàu và tới đầu tháng 3 thì số lượng tàu Liên Xô ở khu vực này lên đến 30 chiếc. Liên Xô cũng đã chuẩn bị cho khả năng để nhóm tàu này đến cảng Đà Nẵng và Vịnh Cam Ranh, khi đó đang bắt đầu thành lập căn cứ quân sự của Liên Xô. Một nhóm các cố vấn quân sự Liên Xô đã được gửi thêm đến Việt Nam. Nhóm được thành lập tại Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng Liên Xô vào đầu tháng 2 năm 1979. Theo khuyến nghị của Tổng cục trưởng Tình báo, từng cảnh báo rằng đây không phải là về một giả thuyết, mà về khả năng của tấn công thực sự của Trung Quốc và Việt Nam. Trong số những cố vấn đến nước Cộng Hòa, có cả các chuyên gia trinh sát. Kết quả công việc chung của trinh sát Liên Xô và Việt Nam là đã có thể nhanh chóng xác định được rằng lực lượng xâm lược có khoảng 600.000 người. Bộ phận thường trực của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên biên giới phía Bắc đang chiến đấu trong vòng vây và đòn tấn công chính của Trung Quốc dự định sẽ giáng vào Lạng Sơn để mở đường tới Hà Nội. Dựa trên thông tin tình báo này, tướng Gennady Obaturov đã họp với Tổng bí thư Lê Duẩn, đề nghị sử dụng các máy bay của Liên Xô để chuyển lực lượng thiện chiến nhất của quân đoàn Việt Nam từ Campuchia sang mặt trận phía Bắc. Ông cũng gợi ý các mục tiêu cụ thể trên đường hành quân của bọn xâm lược để bố trí các hệ thống tên lửa Grad mà Liên Xô đã chuyển giao cho Việt Nam trước đó chưa lâu. Và ông Obaturov đã giới thiệu với nhà lãnh đạo Việt Nam kế hoạch do các cố vấn Liên Xô lập ra về việc đưa các đơn vị thường trực Việt Nam ra khỏi vòng vây của Trung Quốc. Pavel Ruskovsky, trung tá, chỉ huy đơn vị thông tin của đoàn chuyên gia cao cấp Liên Xô nhớ lại. Tình hình ở thủ đô Hà Nội khi đó khá căng thẳng. Đến thời điểm đó, tôi và đơn vị của mình, 120 chiến sĩ, đã ở Việt Nam được nửa năm. Chúng tôi đến Việt Nam trên hai chiếc AN-22 qua đường Ấn Độ và Pakistan từ tháng 8 năm 1978. Tình hình chiến sự tôi được biết thông qua một đồng chí trung tá phiên dịch. Nói thật là khi đó tình trạng khá là căng. Mặc dù phía Việt Nam đã can ngăn, nhưng Obaturov vẫn quyết định ra thẳng chiến trường để thị sát. Ngay ngày 20 tháng 2, Đại tướng nói Hoa Kỳ đã loan tin về sự có mặt của các chuyên gia quân sự Liên Xô. Chuyến thị sát đó, đoàn xe chuyên gia quân sự đã suýt dính pháo ở Lạng Sơn, nhưng mục đích của chuyến đi thị sát thì đã đạt được. Trong những ngày ở Việt Nam, vị đại tướng 64 tuổi Gennady Obaturov đã khiến cho mọi người phải kinh ngạc về sự bền bỉ của mình. Ông ấy làm việc hầu như suốt ngày đêm, bất kể khi nào cũng có thể yêu cầu báo cáo thật chi tiết về tình hình chiến sự để có những quyết định kịp thời. Liên Xô chấp nhận đề nghị của tướng Obaturov và ngay lập tức viện trợ cho Việt Nam toàn bộ tất cả những thứ vũ khí và trang thiết bị cần thiết cho cuộc chiến đấu. Một trong những cố vấn quân sự Liên Xô có mặt tại Việt Nam những ngày ấy, đại tá Gennady Ivanov cho biết. Trong thời gian ngắn nhất, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nhận được tất cả những thứ vũ khí cần thiết để phản công. Bằng máy bay vận tải quân sự của Liên Xô, nhiều hệ thống tên lửa Grad được chuyển sang cho Việt Nam. Ngoài ra còn có nhiều máy móc trinh sát điện tử cũng như các phương tiện khác hỗ trợ chiến đấu. Tất cả những điều đó, phần lớn đã quyết định kết cục của cuộc chiến. Trong đó tất nhiên, vai trò của lực lượng vũ trang anh hùng Việt Nam là rất quan trọng. Các lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chặn quân Trung Quốc, không cho kẻ thù tiến sâu hơn 30 km vào lãnh thổ Việt Nam. Ngày 5 tháng 3 năm 1976, Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi các lãnh thổ bị chiếm đóng. Và ngày 18 tháng 3 thì chiến sự hoàn toàn chấm dứt. Một lần nữa, như trong cuộc đấu tranh chống xâm lược Mỹ một vài năm trước đó, Việt Nam đã bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ của mình. Duyên nợ với Việt Nam của tướng Obaturov đến đây vẫn chưa chấm dứt. Sau đó, ông còn lưu lại Việt Nam 3 năm và có những đóng góp rất hiệu quả trong việc xây dựng quân đội, củng cố nền quốc phòng của hai nước Lào và Campuchia. Sau khi về nước, tháng 11 năm 1982, Đại tướng Gennady Obaturov được phân công làm Giám đốc Học viện Quân sự Frunze. Trong số 19 huân chương cao quý của nhà nước Liên Xô và 22 huân chương của các nước anh em trao tặng cho Obaturov, có huân chương quân công hạng nhất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có lẽ ít ai ngờ, Đại tướng Obaturov không những là một vị tướng tài ba, mà ông còn là một thi sĩ. Trong những ngày ở Việt Nam, ông đã sáng tác nhiều bài thơ, trong đó có bài gửi cho một người bạn chiến đấu cũ, kết thúc bởi những dòng như sau. Và bạn hỡi, rồi chúng ta, những chiến sĩ, sẽ giã từ cuộc sống. Nhưng tôi tin, trên tấm bia tổ quốc, sẽ đôi khi ghi nhớ chúng ta, và tôi sống vững vàng bởi thế. Không những ở nước Nga, Gennady Obaturov mới được mọi người nhớ đến, mà ngay cả ở Việt Nam, mọi người vẫn nhớ đến ông, một vị đại tướng, một người bạn Xô Viết
đã sát cánh cùng chúng ta trong những ngày tháng đầu tiên khó khăn của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Hãy để lại cảm nhận của các bạn về Đại tướng Obaturov và tên nhân vật mà bạn đang muốn tìm hiểu xuống phần bình luận của video. Chân dung lịch sử sẽ gửi tới quý vị và các bạn thông tin trong những số phát sóng tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.